tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn Nom Easy, nền tảng tra cứu và bảo tồn chữ Nom. Với slogan, đơn giản hóa việc bạn không biết tiếng Nom, Nom Easy sở hữu giao diện thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng. Người dùng có thể đăng nhập để lưu lại thông tin, giúp tăng cường trải nghiệm và cá nhân hóa quá trình học tập và tra cứu của mình. Để hỗ trợ các bạn mới học chữ Nom, ngoài chức năng tra cứu bằng cách nhập ký tự thông thường, chúng tôi còn tích hợp tính năng tra cứu bằng nét vẽ tay. Tính năng này có độ chính xác cao và phản hồi trong thời gian thực, giúp việc tra cứu trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Ngoài ra, Nom Easy còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để giúp các bạn dịch những thư tịch tiếng Nom sang chữ quốc ngữ và ngược lại. Điều này không chỉ giúp bạn tiếp cận tiếng Nom một cách dễ dàng mà còn giúp số hóa và bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Từ điển tra cứu của Nom Easy được tổng hợp kỳ công và tỉ mỉ từ các nguồn khác nhau, được kiểm duyệt bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Điều này đảm bảo rằng mọi thông tin mà các bạn nhận được đều chính xác và đáng tin cậy. Nom Easy cam kết mang lại trải nghiệm học tập và tra cứu dễ dàng, thân thiện cho mọi người. Tôi cũng hỗ trợ tính năng quét và trích xuất văn bản chữ Nom, đem lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Nhóm tác giả của Nom Easy, với tất cả niềm tự hào là người con đất Việt, khát khao đóng góp tuổi trẻ và tri thức mới, hy vọng sẽ góp phần kết nối công nghệ cao tri thức dân tộc con người đam mê để cùng tạo dựng một nền tảng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.